Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. V-League 2023 sẽ có 4 xe VAR, bao gồm 02 xe VAR từ dự án hỗ trợ của FIFA và 02 xe VAR do công ty VPF trực tiếp đầu tư để hỗ trợ trọng tài. V-League 2022 và các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã chính thức khép lại bằng cú đúp danh hiệu của Hà Nội FC. Trong mùa giải 2022, công tác trọng tài vẫn được nhắc đến nhiều khi các vị vua áo đen liên tục mắc sai lầm, ảnh hưởng tới kết quả của các trận đấu. Thậm chí, nhiều trọng tài đã bị kỷ luật, treo còi. Và để cải thiện công tác trọng tài và nâng cao công tác chuyên môn cho các giải chuyên nghiệp quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhất trí thông qua chủ trương đầu tư thiết bị công nghệ VAR cho giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai của Đông Nam Á áp dụng VAR vào thi đấu trong năm tới. Thông qua trao đổi trực tuyến, đại diện FIFA đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam VPF trong bước đầu đưa công nghệ VAR đến V-League trong tương lai gần. Theo đó, sẽ có 4 xe VAR hỗ trợ các trọng tài vào năm 2023. Trong đó, bao gồm 2 xe VAR từ dự án hỗ trợ của FIFA và 2 xe VAR do công ty VPF trực tiếp đầu tư. Dự kiến, VPF sẽ trang bị 3 xe VAR đóng đô ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi xe VAR chứa một máy chủ cỡ lớn, hỗ trợ xử lý 8 kênh đầu vào dành cho việc thu ghi luồng tín hiệu từ các camera trên sân vận động. VAR sẽ dùng phần mềm Zebra để thể hiện tình huống việt vị ảo. Tối thiểu phải có 8 máy quay mới có thể vận hành. Chi phí mua mỗi xe VAR dao động từ 9 đến 11 tỷ đồng. Tất cả các sân vận động ở V-League sẽ được lắp đặt thiết bị VAR. Người của FIFA sẽ trực tiếp vận hành thử hệ thống máy móc để đánh giá chất lượng. Ngoài ra, 12 sân vận động cũng phải đáp ứng được cơ sở vật chất để phục vụ công nghệ VAR. Lãnh đạo VFF cho biết, quy trình từ lúc thực hiện dự án đến khi được FIFA cấp phép sử dụng VAR là khoảng 13 tháng. Vậy nên cột mốc sớm nhất để VAR xuất hiện tại V-League sẽ ở mùa 2023/24, tương đương với khoảng tháng 11 năm 2023. Phía công ty VPF cho biết, đang xem xét đưa VAR vào áp dụng nhưng họ cũng nêu ra khó khăn để áp dụng VAR bởi còn nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Song song với đó là công tác đào tạo nhân lực để vận hành hệ thống VAR, cố gắng đáp ứng theo các yêu cầu của FIFA để có thể sớm đưa VAR vào áp dụng tại mùa giải 2023. Từ nay đến khi VAR đưa vào hoạt động, VPF có 2 mùa giải để chuẩn bị. Trong đó, mùa 2023 sẽ kết thúc sớm vào tháng 8 để năm League chuyển đổi theo hình thức đá vắt ngang 2 năm liên tiếp. Mùa giải 2023/24 diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai của Đông Nam Á áp dụng VAR vào thi đấu. Trước đó, Thái Lan đã đưa công nghệ này để hỗ trợ trọng tài và sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác điều hành trận đấu. Ngoài việc trang bị VAR, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng làm mới ban trọng tài khi bỏ phiếu bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hạ thay ông Dương Văn Hiền giữ chức trưởng ban trọng tài VFF. Hỗ trợ cho tân trưởng ban trọng tài là các ông Trương Quốc Dũng, Hoàng Anh Tuấn, Võ Minh Chí và Võ Quang Vinh. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!